tuần trước, và tuần này Anna sẽ hướng dẫn các cái tín đồ của cà phê một công thức đồ uống có thể dùng để thay thế cho cà phê. Tại sao chúng ta lại cần có những cái đồ uống có thể thay thế được cho cà phê? Phải nói rằng là đất nước Việt Nam của chúng ta trồng được cà phê và khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là khu vực miền Nam của Việt Nam, thì dường như một ly cà phê buổi sáng luôn là một cái nghi thức thật là khó lòng mà có thể thay thế được của rất nhiều, không chỉ là đàn ông mà cả phụ nữ nữa. Tuy nhiên, xét về mặt sức khỏe thì trong cà phê có caffeine, và với lượng caffeine như vậy thì da của chúng ta sẽ bị bớt đẹp hơn này, chúng ta sẽ bị táo bón. Đây chính là một trong những cái tình trạng mà khó giải quyết nhất khi mà các bạn sử dụng cà phê lâu năm. Tất cả những cái chất thải nhẽ ra phải được thải ra ngoài thì nó lại bị giữ ở bên trong đại tràng của chúng ta. Chính vì vậy mà nó lại càng làm cho cái triệu chứng nhiễm độc của cơ thể bị nặng nề hơn. Rồi nữa là khi mà chúng ta uống cà phê á, nếu như chúng ta uống cà phê đen không có đường và không có sữa thì mình cứ nghĩ rằng là cách uống cà phê đấy sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng mà về mặt thực tế thì nếu như chúng ta chỉ uống mỗi cà phê mà không có đường và không có sữa thì xét về mặt đông y nó lại giống như là chúng ta không có chất bổ để đi vào để nó cân bằng lại với cái lượng caffeine, như vậy nó lại còn gây hại cho sức khỏe hơn. Thế thì nếu mà chúng ta uống, chúng ta sử dụng đường hoặc chúng ta sử dụng sữa thì rõ ràng là mình đều biết là nó không tốt cho sức khỏe. Vậy ngày hôm nay Anna sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách để làm cà phê mà không có caffeine. Đồng thời nữa là vì với cái cách này thì nếu như chúng ta đã lỡ yêu thương món cà phê rồi mà vì một lý do nào đó bác sĩ nói rằng là bạn không được uống cà phê, bạn phải thay bằng một loại đồ uống khác, thì bạn vẫn có thể có một cái thứ đồ uống khiến cho bạn tỉnh táo này, tràn đầy năng lượng vào buổi sáng. Vậy thì cái công thức đấy chúng ta gọi là cà phê Yubo nhá. Thì mình cũng không biết là đặt tên như thế nào cả, miễn là có một cái tên để chúng ta phân biệt được. Và chữ cà phê là ở trong nháy nháy, bởi vì trong công thức này chúng ta sẽ không có caffeine. Các bạn hãy theo dõi ngay sau đây để xem là nguyên liệu của chúng ta là gì nhá. Chúng ta sẽ đến với các cái nguyên liệu. Hôm nay chúng ta sẽ có, bạn nhìn thấy đây là trà là. Trà là một cái loại quả mà có vị ngọt tự nhiên rất là mạnh. Cái thành phần của trà lá có tới 70% nó là đường tự nhiên, và tất cả trái trà lá bây giờ khi mà nó sấy khô lên thì nó vẫn giữ được cái lượng đường tự nhiên của nó, cho nên nó có một cái độ ngọt và bạn có thể sử dụng được trong những cái công thức đồ uống nếu như mà bạn muốn là cho nó có vị ngọt mà nó lại không bị ảnh hưởng quá nhiều đến các cái yếu tố về sức khỏe. Đối với những người mà bị tiểu đường thì cái lượng trà lá mình ăn mình cũng nên ăn ít lại, chứ mình không ăn nhiều như những người bình thường nhé. Rồi, cái loại thứ hai mà chúng ta cần quan tâm á, chúng ta sẽ có một cái nguyên liệu chính gọi là bột cà rốt. Bột cà rốt là một loại bột mà nó được chiết xuất từ cái cây cà rốt. Nói là chiết xuất thì hơi nghe có vẻ hơi bị công nghệ quá, nhưng mà thực chất là người ta nghiền cái vỏ của cái cây cà rốt ra, và cái cây cà rốt này nó có một cái vị ngọt tự nhiên và nó không có caffeine. Đây là một trong những cái thông tin cực kỳ quan trọng. Cà rốt này không có caffeine và nó hoàn toàn có thể thay thế cho được cacao. Cacao chính là thành phần chủ yếu ở trong món chocolate mà chúng ta vẫn thường ăn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ dùng cái bột cà rốt này để làm cái món đồ uống gọi là cà phê Yubo của chúng ta. Và bột cà rốt bạn có thể mua ở đâu ạ? Khi mà bạn search trên Google ở Việt Nam thì tất cả các cái cửa hàng bán hàng organic đều có. Cái bột cà rốt của chúng ta là chúng ta sẽ mua cái loại mà không có dùng thực phẩm biến đổi gen này, cái giống là giống organic này, để cho nó tốt cho sức khỏe thực sự. Và như Anna thì Anna hay mua ở Anna, và bạn có thể mua được tất cả những cái thứ mà hôm nay Anna giới thiệu ở Anna. Ok chưa ạ? Rồi đây là bột cà rốt, và bột cà rốt đã được lấy ra như thế này để đủ để mình pha cho một ly cà phê. Đây là cái ly mà chúng ta sẽ dùng để đựng cà phê. Rồi bên cạnh đây là chúng ta có một chút bột quế. Bột quế nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng là tỉnh táo và sảng khoái hơn ở trong buổi sáng. Và chúng ta sẽ có một chút gọi là bột vani. Riêng vani thì bạn có thể sử dụng cái cây vani thô, bạn có thể lấy một miếng vani hoặc là bạn có thể sử dụng vani. Như một số nước châu Âu thì người ta có thể dùng nước dừa để thay thế, nhưng mà Anna thì Anna sử dụng nước lọc.
để làm cái nguyên liệu để làm món cà phê Yobo của chúng ta. Và cách làm thì sao ạ? Chúng ta cần có một cái máy xay sinh tố. Chúng ta cần có một cái máy xay sinh tố chỉ vậy thôi, và chúng ta sẽ cho tất cả các nguyên liệu vào, chúng ta xay đều lên, và như vậy là bạn đã trong vòng chỉ khoảng 30 giây là bạn đã có ly cà phê của bạn rồi. Một ly cà phê rất là tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chi tiết cách làm nhá. Rất là dễ thôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cần một cái lượng nước. Cần một cái lượng nước đủ để mà cho một ly cà phê, một tách cà phê của chúng ta. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ sử dụng khi mà các bạn mua chà là về thì các bạn nhớ là chà là mình hãy bỏ bột nó ra nhé, sẽ rất là ngon đây. Chúng ta sẽ sử dụng bột cà rốt, đây là cái lượng bột mà mình đã tính toán khoảng 40 ml bột để mình có thể tính toán để cho một cái ly cà phê của chúng ta. Bột cà rốt này nó có cái vị ngọt của nó sẵn rồi ạ. Rồi chúng ta sẽ cho một chút quế, một chút thôi nhá, chỉ một chút thôi bột quế, một chút xíu để có thêm hương vị, và một chút bột vani, chỉ một chút thôi. Đây, và sau khi đã cho hết tất cả các nguyên liệu vào thì chúng ta sẽ bấm máy. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị làm xong cái ly cà phê của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng và đổ nó ra cái ly của chúng ta để chúng ta có chuẩn bị thưởng thức một ly cà phê vào buổi sáng. Và như vậy là chúng ta đã có một ly cà phê rất là thơm ngon vào buổi sáng. Ly cà phê này là một dạng cà phê đặc biệt, nó được gọi là cà phê organic, hay chúng ta có thể nói một cái tên gọi thân thương là cà phê Yobo, không có caffeine, không có độ ngọt từ đường hay là sữa, và vẫn có một cái mùi vị cà phê khá là đặc trưng, và các bạn có thể thực hiện rất là nhanh, chỉ trong vòng từ 30 giây đến 1 phút là đã có một ly cà phê như thế này rồi cho bữa sáng. Rất là mong các bạn sẽ thực hành làm cái công thức này, và mình sẽ có thêm một món đồ uống thay thế được cho món cà phê. Nó có thể giúp loại bỏ được những cái mặt trái mà khi chúng ta sử dụng quá nhiều cà phê, đồng thời vẫn có hương vị rất là thơm ngon, và cho bạn một buổi sáng đầy sảng khoái. Nếu bạn hãy thích công thức đồ uống này thì hãy cho Anna một like, một share, hãy rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo nhé. Rất là mong gặp lại các bạn trong những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.